Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Tiếp tục hôm nay là hai ván cờ tại Giáp Cốc Liên Tái 2021. Đây là dòng chính. Mời các bạn thưởng thức ván cờ Quậy Tinh Lây Khách Dương Thiên Nhất và Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hâm Hâm. Trận thứ hai là Xuyên Tục Thiếu Hiệp Trịnh Di Đồng gặp Triệu Vĩ. Mời các bạn thưởng thức hai ván đấu. Đây là ván cờ chớp sinh tử. Nếu như hòa, Dương Thiên Nhất sẽ chính thức giành được chiến thắng.
Chốt 5 tấn 1. Chơi đến đây thì bên đỏ không còn chốt, cho nên khả năng chiến thắng là không còn. Lục mã tần kiếm đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2 giữa xuyên tục tí hiệp Trịnh Di Đồng và Triệu Vĩ của Thượng Hải.
Mã 8 tấn 7 sát cục. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin hãy like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.